thì mình mới thấy là người xưa đó dạy người ta rất hay. Thí dụ như trong cú cấp bị kích ngắt nè, giật cái gì? Giật cái xương, giật cái dây cổ, để cho cái động mạch cổ này nó máu nó bơm lên não, thấy chưa? Hoặc như tôi chỉ quý vị hôm trước á, là nấc thứ hai nè, đè trước và sau mang tay nè. Nấc thứ ba là giật tóc mai nè, mà chưa tỉnh nữa đó, tiện nữa nó giật ngang hông. Vì hai bên dùng huyệt ngang hông này á, là một trong những đại huyệt, là huyệt chương môn, là nó hụi tất cả các tạng nằm ở đó. Khi người ta bị kích ngắt là các tạng nó ngưng hoạt động. Thành thử nắm ngay hai bên gọi là sườn non nè, nắm dưới hạ sườn, nắm một trong hai bên, bóp mạnh một cái mà họ giật mình là họ tỉnh liền. Mà nếu không đau nữa đó, thì dùng cái gân gót chân này nè, bóp dọc mạnh cặp gân gót chân nè, nó cũng tỉnh nữa. Đó, rồi cuối cùng là cái mà kẹt nhất là nhân trung. Đó, thành thử cho nên là có rất nhiều huyệt để cấp cứu, mà những cái huyệt cấp cứu đó nó đồng, nó tương ứng với nhau trên về mặt hình dáng, gọi là đồng đồng hình tương tụ. Đó, thì quý vị áp dụng cái đó hoài, quý vị sẽ không bao giờ quên hết. Còn nếu mình cứ học huyệt là nó sẽ đưa tới cái quên.